Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Quý khách muốn xem thêm sản phẩm, quý khách hãy tìm kiếm kênh Đồ gỗ Hiền Lành ở trên YouTube. Thì quý khách hãy nhấn vào cái nút đăng ký màu đỏ để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh và sau khi quý khách đăng ký quý khách hãy mở nút chuông thông báo để nhận các cái thông báo mới nhất từ kênh YouTube đồ gỗ hiền lành vòng nay ngày 19 tháng 1 năm 2021 cơ sở đồ gỗ đồ thời lành tiếp tục làm các cái video clip nói về các cái sản phẩm Hoàng phi câu đối và trong các cái chuỗi video đồ thờ cúng tâm linh thì hôm nay tôi có chia sẻ tới quý khách hàng trên toàn quốc biết được về hai cái bộ sản phẩm hai bộ hoành phi cô đối đây là tới từ đơn đặt hàng gia đình nhà anh Hòa, anh tại Phú Thọ. Hai anh em, mỗi người một bộ giống nhau và có đồng kích thước. Bức hoành phi có kích thước đó là dài 1m97, chiều rộng là 67cm và ván là dày 2.0cm. Câu đối là dài 1m97, rộng 27 và dày 4 phân, làm theo yêu cầu của gia đình chúng tôi còn gọi đây là các cái bộ sản phẩm hàng cỡ phổ thông trong video trước thì có rất nhiều các cái bộ sản phẩm hàng giày đó là khuôn giày ván giày thì quý khách có thể truy cập vào trang chủ youtube để xem thêm đây là cùng một gia đình nên thông số kích thước hai bộ giống nhau và phía trong bức hoành phi được điêu khắc đó là ba chữ đức lưu quang đọc từ bên phải sang và xen kẽ là các cái bộ cây tứ quý. Xung quanh thì có các cái chữ công. Và câu đối thì phía bên trên được điêu khắc đó là Phượng Hoàng nằm trong vòng tròn. Câu đối với phải được chạm Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh. Và các cái phần dèm đó là dèm cuốn thư và bầu rượu có các cái lá tây chạy ở xung quanh các cái bản chữ Hán Nôm đều có phụ đề tiếng Việt để cho quý khách hàng dễ hình dung hơn. Tổ tông công đức thiên niên thịnh đối với vế trái đó là tử hiếu tôn hiền, vạn đại vinh. Và về ý nghĩa của bộ hoành phi, tôi đã giới thiệu rất nhiều trong các clip, nhưng tôi vẫn phải giới thiệu cho quý khách có thể xem được. Tử hiếu tôn hiền, vạn đại vinh, ý nói là con cháu mà có hiếu thảo, thì muôn đời sẽ được vinh hoa phú quý mà tổ tiên có nhiều công đức thì muôn đời được thịnh vượng đó là ý nghĩa của bộ chữ nho câu đối và bộ chữ hán nôm của bộ hoành phi ý nói là người có đức độ tỏa sáng thì nó sẽ lưu truyền mãi về sau này toàn bộ các cái quân tranh là dày 6 phân ván dày 2 phân chúng tôi nôm na gọi đây là hàng mỏng để cho quý khách dễ hình dung hơn để phân biệt với các cái bộ sản phẩm hàng dài của chúng tôi. Đó là ván giày 3 phân và khung tranh dài 7 phân. Thì tùy theo các cái giá thành thì quý khách có thể dễ lựa chọn các cái bộ sản phẩm cho phòng thờ gia tiên nhà mình. Đây là toàn cảnh hai bộ hoành phi cơ sở bán về Phú Thọ. Và sau khi video clip này được đăng tải lên thì cơ sở chúng tôi sẽ bắt đầu đưa vào thi công chặt nền gấm, tức là gấm bằng chữ thập và video này đang quay hàng mộc thì tôi còn đang để nền trơn khi hoàn thiện bàn giao là sẽ có nền gấm chữ thập ở phía dưới các cái bộ chữ nho đây và được sơn PU thép vàng đồ gỗ hiền cảm ơn tất cả quý khách hàng đã tin tưởng và đặt hàng online trong suốt thời gian vừa qua cơ sở sẽ bàn giao trong cái thời gian sớm nhất và trước Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021 trong các cái chuỗi video về vành phi câu đối tôi có ghim các cái video dát vàng cũng như thiếp vàng Đài Loan dát vàng ta để quý khách có thể vào để xem thêm cũng như các cái thông số chi tiết đều được mô tả ở dưới cái phần link mô tả và các cái link kèm theo để xem thêm quý khách lưu ý và đặc biệt lưu ý điều đặc biệt là các cái bộ câu đối này chúng tôi không làm các cái thang ghi mà đằng sau vì là câu đối phẳng mình khi treo lắp nó sẽ áp sát được vào tường. Đó là điều lưu ý tiếp theo. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại.